Những ngày đầu năm, trang trại lúa mùa Tư Diệt ở Kiên Giang diễn ra hoạt động thu hoạch lúa mùa theo kiểu cổ điển, thu hút người yêu thích văn hóa trồng lúa nước từ khắp nơi đến trải nghiệm. Nhiều hoạt động thú vị như cắt lúa bằng dòng gặt hay còn gọi là cần điêu của người Khmer, đập lúa, xay gạo, giã gạo và sàn rê trấu nhằm khơi dậy quá trình lao động vất vả của người nông dân xưa. Rất nhiều người tìm đến đây để trải nghiệm lại cái thời tuổi thơ sản xuất lúa chỉ dùng sức người, trâu bò kéo khi chưa có cơ giới hóa. Cách thức mà của ông bà mình làm xưa là một cái nét văn hóa rất là hay, tích tụ từ hàng trăm năm. Như vậy thì nếu mà không có ai để mà quan tâm đến vấn đề này thì nó sẽ bị mai một, là một cái điều đáng tiếc cho các cái thế hệ mai sau. Không chỉ là nơi ông Tư Diệt liên kết với các nông dân trong khu vực để cùng nhau trồng và bảo tồn, mà trang trại còn là địa điểm để các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên, các trường đại học Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang và các diện đến nghiên cứu, học tập, chia sẻ các giống lúa mùa. Anh Tư là một người rất đam mê lúa mùa và đầu tư rất nhiều về cái vốn cũng như tài sản để phát triển cái trang trại lúa mùa Tư Việt. Chính vì thế mình cũng muốn đến để ủng hộ tinh thần và động viên anh để vững bước trong thời gian sắp tới để phát triển cái trang trại lúa mùa Tư Việt và góp phần bảo vệ cái một số cái hình ảnh về văn hóa lúa mùa cho địa phương cũng như cho đồng bằng sông Cửu Long. Hơn 5 năm qua, ông Lê Quốc Diệt dành 2,5 hectare đất nông nghiệp để bảo tồn văn hóa lúa mùa. Mỗi năm chỉ làm một vụ, thu hoạch vào đầu năm để mọi người đến tham quan trải nghiệm. Sau thời gian phục hồi, ông hiện lưu giữ khoảng 30 giống lúa mùa có chất lượng cơm rất ngon. Điển hình như giống châu hồng giỏ, chứ không phải châu hạng giỏ, giống lúa chim rơi, tàu hương. Hiện ông còn liên kết với nông dân để sưu tầm thêm và duy trì bảo tồn nhiều giống lúa khác có khả năng thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng miền đất ven biển. Muốn rằng là nhiều các cái trường đại học, anh em sinh viên, học sinh người ta qua đây tham quan rồi mình nói lại, mình truyền đạt lại, thì đó là một cách mà mình rất là tâm đắc trong cái giữ gìn văn hóa lúa mùa. Và cái thứ ba nữa đó là những người mà người ta có cái mong muốn trải nghiệm lại cái thời tuổi thơ của cái thời văn hóa lúa mùa xưa thì người ta sẽ xuống đây với mình và người ta cùng mình làm những công việc đó để mà nhớ lại cái tuổi hồi xưa. Cây lúa mùa đồng hành cùng dân tộc Kinh Khmer qua hơn 300 năm qua theo cách sống thuận tự nhiên. Với ông Lê Quốc Diệt, xây dựng trang trại lúa mùa nhằm bảo vệ hệ sinh thái đồng ruộng, giữ gìn nền văn hóa trồng lúa của tiền nhân, hướng tới có những sản phẩm sạch bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Đây cũng là trang trại duy nhất ở đồng bằng sông Cửu Long phục hồi trồng lúa cổ điển để sinh viên, nhà nghiên cứu, học tập với khẩu hiệu chung tay gìn giữ lúa mùa xưa.